Xin chào các bạn, mình tên là Phương Anh. Hiện tại thì mình đang là học viên của Elite Fitness. Còn đây là Thủy, bạn thân của mình từ hồi chúng mình còn đi Phoenix Games. Chúng mình thì đều có những đam mê về tập luyện thể thao. Ví dụ như mình thì mình thích tập squat, những bài tập liên quan đến mông. Còn Thủy thì sao? Mình thì đặc biệt thích những bài tập về cardio, đặc biệt là boxing chẳng hạn. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ hướng tới các bạn những bài tập quốc cao đôi. Những bài tập này thì các bạn có thể tập ở bất cứ đâu, chỉ cần cùng với người bạn thân của mình. Ok, let's go. Let's go. Cảm thấy thế nào? Ui, cực kỳ mệt luôn ấy. Mệt nhưng mà thú vị phải không? Bởi vì chúng mình tập trung với nhau mà. Và nhân tiện đây thì chúng mình xin gửi lời cảm ơn đến anh Tuấn Anh, PT tại Elite Fitness. Anh Tuấn Anh ơi. Hi. Đừng quên like và share video này để tập cùng chúng mình nhá. Bye bye, thank you. Em nói lại câu đấy được không? Lại từ đầu. Lại từ đầu. Phải đi tay cơ bị thiếu rồi. Anh bao giờ accept anh?